triển vọng bất động sản công nghiệp quý 4 và những ông lớn nắm nhiều quỹ đất hiện nay. Thưa quý vị, mới đây, theo báo cáo triển vọng quý 4 năm 2022 của công ty chứng khoán KBSV đánh giá, ngành bất động sản khu công nghiệp sẽ có triển vọng tích cực trong quý 4 nhờ đẩy mạnh đầu tư công và do xung đột, thiên tai cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký mới đạt 16,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là vốn đăng ký tăng thêm tiếp tục tăng trưởng, đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 50% và vốn thực hiện đã đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 11%, là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. KBSV kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ tiếp tục phục hồi nhờ việc mở cửa lại hoàn toàn và nối lại các chuyến bay quốc tế. Bên cạnh đó, trong quý 2, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại cả miền Bắc và miền Nam đều duy trì ở mức ổn định, giá thuê đều tăng cao nhờ nhu cầu thuê đất hồi phục sau đại dịch. Cụ thể, tại khu vực phía Nam, nguồn cung mới gia tăng nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức 85%, cho thấy nhu cầu vẫn tăng cao. Giá cho thuê tiếp tục đạt mức đỉnh mới là 125 đô la Mỹ trên 1 mét vuông trong một chu kỳ thuê, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tại khu vực miền Bắc, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trong quý đạt 79%, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cho thuê đạt 110 đô la Mỹ trên 1 mét vuông trong một chu kỳ thuê, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Về phía các doanh nghiệp, theo KBSV, các doanh nghiệp trong ngành đáng chú ý sẽ là các đơn vị có quỹ đất thương phẩm lớn, có khu công nghiệp nằm tại các tỉnh trọng điểm là vệ tinh sản xuất quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như Kinh Bắc, Cao Su Phước Hòa, Nam Tân Uyên, IDICO. Trong đó, theo số liệu của chứng khoán Bảo Việt, Kinh Bắc đang quỹ đất khu công nghiệp sẵn sàng khai thác là khoảng 260 cho tới 270 hectare. Cụ thể, tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh là 95 hectare, tại khu công nghiệp Quảng Châu mở rộng là 46 hectare và tại khu công nghiệp Tràng Duệ 3 là 133 hectare. Với tốc độ cho thuê hiện tại, quỹ đất này đảm bảo đóng góp doanh thu ổn định trong năm 2022-2023. Với tốc độ cho thuê hiện tại, quỹ đất này đảm bảo đóng góp doanh thu ổn định trong năm 2022-2023. Với tổng công ty IDICO, theo thông tin của KBSV, tổng diện tích cho thuê đất còn lại của IDC lên tới hơn 750 hectare. Các dự án khu công nghiệp Hữu Thạnh, Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 3 mở rộng kỳ vọng đảm bảo tăng trưởng cho IDC trong trung hạn. Về triển vọng của ngành, KBSV cho rằng ngành bất động sản khu công nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhờ các hợp đồng thương mại tự do được ký kết, cũng như Việt Nam là điểm đến tiềm năng cho các công ty muốn rời khỏi Trung Quốc nhờ chi phí nhân công, giá cho thuê đất và chi phí đầu tư thấp hơn so với khu vực. Đồng thời, đầu tư công được đẩy mạnh với nhiều dự án hạ tầng tăng kết nối giữa các vùng, kết nối Việt Nam với quốc tế và cũng là yếu tố thu hút FDI trong tương lai. Ngoài ra, chuyên gia Savills cũng chỉ ra những nhân tố đang ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của công nghiệp Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang đưa ra các chính sách kích cầu du lịch nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, cho thuê và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài còn được hưởng lợi từ chính sách đưa thuế thu nhập doanh nghiệp về 0% trong 4 năm đầu hoạt động và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Mục siêu phẩm ngay tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Mục đại lộ thương mại trung tâm đầu tiên tại Yết Hòa, Long An. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km và được quy hoạch với tỷ lệ vàng đầu tư là 100% shop house thương mại trên diện tích 11,3 hectare. Dự án nằm trên giao lộ bề thế và nông nghiệp bậc nhất khu vực. Tiên phong khai mở thịnh vượng với 3 phân khu mua sắm đầy sôi động, hình thành giao lộ ẩm thực, mua sắm và giải trí sầm uất chuẩn mực tại trung tâm thành phố Đức Hòa tương lai. Kiến tạo một tâm điểm kết nối đa chiều cho cộng đồng ngay tại giao lộ phố đắc địa, nơi người trẻ kết nối đam mê, gia đình kết nối tình thân, người già kết nối tâm giao. Imperia Grand Plaza Đức Hòa, một sản phẩm của tập đoàn Midgroup.